Chào mừng các bạn đã đến với kênh thông tin chăm sóc sức khỏe và cung cấp thảo dược tiên nhiên của công ty thảo dược Nguyễn Trần Cấp. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cà gai leo là thảo dược gì, công dụng và liều dùng. Cây cà gai leo là cây nhỏ leo sống nhiều năm, dài khoảng 1 mét hay hơn. Thân hóa gỗ ở gốc, nhẵn, phân cành nhiều, cành non tỏa rộng, phủ lông hình sao và có rất nhiều gai cong màu vàng. Lá mọc so le có hình bầu dục hay thuôn, góc tròn đầu tù, mặt trên sẫm hơn, mặt dưới màu nhạt và phủ đầy lông tơ màu trắng. Hai mặt lá đều có gai ở gân chính, cuốn lá cũng có gai, hoa màu trắng, nhạt, mọc thành xiêm, 5-2 ở kẽ lá. Quả mọng, hình cầu, nhẵn, cuốn dài, màu vàng, sau này chuyển thành màu đỏ. Bên trong chứa hạt hình thận màu vàng, mùa hoa vào tháng 4-6, mùa quả vào tháng 7-9 hàng năm. Cà gai leo phân bố chủ yếu ở vùng đồng bằng và trung du, không thấy ở miền núi. Vùng phân bố tương đối phong phú ở Việt Nam bao gồm các tỉnh ven biển từ Hải Phòng đến Bình Thuận. Đây là loài cây ưa ẩm, ưa sáng và có thể hơi chịu bóng. Thường mọc tập trung nhiều cá thể lẫn trong các lùm bụi thưa. Cây hay mọc ở chỗ nhiều ánh sáng, sinh trưởng và phát triển tốt, ra nhiều hoa và quả. Rễ và lá cà gai leo mọc ở Việt Nam có cholesterol, beta-sitosterol, lanosterol, dihistolanosterol. Ngoài ra trong rễ có chứa 3-beta-hydroxy, 5-alpha-genan, 16-on, rễ và lá có solasodenan. Viện Dược liệu phân tích thành phần hóa học của cà gai leo nhận thấy có alkaloid, cleocalcalot, saponin, flavonoid, acid amin và sterol. Trong đó nhân cleocalcalot có tỷ lệ nhiều hơn. Tác dụng của cà gai leo là gì? Cà gai leo có vị hơi the, đắng, tính ấm, hơi có độc, với tác dụng tán phong thấp, tiêu độc, trừ ho, giảm đau, cầm máu. Dân gian dùng cà gai leo để trị rắn cắn, phong thấp, đau nhức các đầu gân xương, ho, ho gà, dị ứng. Ngoài ra cà gai leo còn được người dân ở một số nơi chữa say rượu. Các chế phẩm của cà gai leo cũng được ứng dụng điều trị trên lâm sàng. Solamin A bào chế từ rễ cà gai leo, rễ khúc hắc và rễ ngưu tất, và solamin B bào chế từ thân lá cà gai leo và rễ ngưu tất, có tác dụng giảm đau, chống viêm rõ rệt trên lâm sàng. Xét về mặt y lý đông y, solamin có tính bình, không nóng không lạnh, nên thích hợp với người bệnh thấp khớp ở thể nhiệt. Một số sản phẩm bào chế từ cà gai leo, ngưu tất và sâm đại hành, trong đó thành phần chính là cà gai leo, đã được chữa khỏi các đợt cấp tính ở chứng viêm quanh răng. Dạng chiết xuất toàn phần của cà gai leo được chứng minh có tác dụng hạn chế sự phát triển của xơ gan, chống viêm, chống oxy hóa và chống collagenase. Liều dùng và cách dùng cà gai leo. Liều dùng của cà gai leo có thể khác nhau cho từng người bệnh, liều lượng dựa trên tuổi, tình trạng sức khỏe và một số vấn đề cần quan tâm khác. Liều dùng thông thường của cà gai leo là bao nhiêu? Thông thường mọi người sử dụng 16-20g cà gai leo ở dạng thuốc sắc uống trong một ngày. Cách dùng cà gai leo trong dân gian ra sao? Đầu tiên chữa rắn cắn. Khi bị rắn cắn mà vết thương sưng tấy, nhức nhối và để đi cấp cứu kịp thời, bạn có thể lấy 30-50g rễ cà gai leo tươi, rửa sạch, giã nhỏ, hòa với khoảng 200ml nước đun sôi để nguội, rồi chắc nước cho người bị nạn uống ngay. Ngày uống 2 lần, hôm sau tiếp tục cho uống nước sắc rễ cà gai leo phơi khô, 10-30g rễ khô chặt nhỏ sao vàng nấu với 600ml nước, còn 200ml. Mỗi ngày uống 2 lần, dùng 3-5 ngày là khỏi. 2. Chữa ho, ho gà. Rễ cà gai leo 10g, lá chanh 30g, sắc nước uống 2 lần trong một ngày. Một số bài thuốc có dược liệu cà gai leo. Cà gai leo có mặt trong những bài thuốc dân gian nào? Đầu tiên, bài thuốc chữa phong thấp. Rễ cà gai leo, rễ xấu hổ, thổ phục linh, rễ cỏ xước, kê huyết đằng, rễ cỏ tranh, mỗi vị 6g, sắc lấy nước uống. Rễ cà gai leo, vỏ chân chim, rễ cỏ xước, dây đau xương, kê huyết đằng, rễ tầm xuân, mỗi vị 20g, sắc nước uống. Bài thuốc số 2, chữa tê thấp, bàn chân tê huyết, sợ nước, sợ lạnh, khớp xương đau buốt. Rễ cà gai leo, rễ lá lốt, quýt rừng, rễ gác, rễ xuyên tiêu, cốt khí củ, mỗi vị 20-30g sắc uống. Lưu ý thận trọng khi sử dụng cà gai leo. Khi dùng cà gai leo, bạn nên lưu ý những gì? Bạn cần cân nhắc giữa lợi ích của việc sử dụng cà gai leo với nguy cơ có thể xảy ra trước khi dùng, tham khảo ý kiến tư vấn của các thầy thuốc và bác sĩ trước khi sử dụng các vị thuốc này. Mức độ an toàn của dược liệu cà gai leo.
chưa có đủ thông tin về việc sử dụng cà gai leo trong thời kỳ mang thai và cho con bú, bạn cần tham khảo ý kiến của các bác sĩ hoặc thầy thuốc trước khi dùng thảo dược này. Những tương tác có thể xảy ra đối với cà gai leo. Cà gai leo có thể tương tác với một số thuốc, thực phẩm chức năng hay dược liệu khác mà bạn đang sử dụng. Để đảm bảo an toàn và hiệu quả khi dùng, bạn nên hỏi ý kiến của các bác sĩ và thầy thuốc trước khi muốn sử dụng cà gai leo. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Liên hệ ngay với Nguyễn Trần Cóp để được tư vấn tốt nhất. Địa chỉ số 368 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 0906 852 188.